Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 181. Một người đàn ông trung niên bị què chân đi theo đến nói, bang chủ, cậu ta nói thế là có ý gì? Kiều Bách Niên nói, người này không đơn giản, cậu ta vừa nhìn là đã biết tôi gặp vấn đề về tu hành. Sau đó, ông ta quay về phòng khách, hỏi con trai mình, Tuấn Tài, người lúc nãy có lai lịch thế nào? Con nói bố nghe thử. Kiều Tuấn Tài vừa mới bị đánh, ngoan ngoãn trả lời, bố, cậu ta là một học sinh trung học, chơi bóng rổ khá giỏi. Kiều Bách Niên, vậy con biết cậu ta sống ở đâu không? Kiều Tuấn Tài gật đầu, biết, ở khách sạn. Kiều Bách Niên gật đầu, tối nay hai bố con mình đến gặp cậu ta. Kiều Tuấn Tài tròn mắt, gặp cậu ta, tại sao chứ? Kiều Bách Niên, bớt lắm lời đi, bố bảo mày đi thì cứ đi. Ngô Bình về đến khách sạn, huấn luyện viên liền hỏi, Ngô Bình, em không sao chứ? Ngô Bình, không sao, việc đã được giải quyết rồi. Đây là quà mà bố của thiếu bang chủ đó tặng chúng ta. Một thầy giáo mở hộp quà ra thì phát hiện bên trong là một bộ đồ sứ rất đẹp. Huấn luyện viên cười, nói, Ngô Bình, em đúng là một người thần kỳ, chuyện lớn vậy mà em lại giải quyết xong chỉ trong tích tắc. Ngô Bình, huấn luyện viên, khi nào thì cuộc thi bắt đầu? Huấn luyện viên, 9 giờ sáng mai sẽ bắt đầu thi giành điểm. Tất cả các đội bóng đấu 3 trận ngẫu nhiên, đội nào có điểm tổng ít hơn 3 điểm thì sẽ phải đấu vòng loại. Ngô Bình, nói vậy thì chúng ta cũng không biết mình sẽ gặp đội bóng nào rồi. Đúng thế, tất cả đều phải xem vận may, từng có lần một đội bóng rất mạnh liên tiếp gặp 3 đội bóng mạnh khác và bị buộc phải thi vòng loại. Vậy nếu như tổng điểm của chúng ta trên 3 điểm thì sao, cậu hỏi. Tổng điểm bằng 3 thì có thể thông qua việc đấu với đội khác nữa để tiếp tục giành điểm. Trong đó, chuyện khá thú vị là nếu như đội bóng nào liên tục giành phần thắng thì có thể được cộng thêm điểm. Thắng liên tục 3 trận thì sẽ được cộng thêm 2 điểm, thắng liên tục 4 trận thì sẽ được cộng thêm 3 điểm, còn nếu 5 trận thì sẽ được cộng thêm 4 điểm. Ngô Bình, nói vậy đội nào càng mạnh thì càng có ưu thế rồi. Huấn luyện viên, đúng vậy, quốc gia làm như thế là để chọn ra đội mạnh nhất, tham gia vào cuộc thi đấu giữa 3 quốc gia vào nửa năm sau. Ngô Bình cũng biết đến cuộc thi giữa 3 quốc gia này, bao gồm nước Hạ, nước Phù Tang, nước Tiểu La. Mỗi quốc gia có thể phái 3 đội, tổng cộng có 9 đội tham gia thi đấu, điều kiện rất khắc nghiệt. Đội bóng có thể giành được quán quân thì hoàng gia sẽ thưởng liền 100 triệu tệ. Vì vẫn còn sớm nên các đội viên được tự do hoạt động. Ngô Bình và bố mẹ cùng sống trong một căn phòng trong khách sạn. Buổi chiều họ đi dạo lòng vòng xung quanh, đang định đi ăn tối thì có người ghé thăm. Cậu vừa mở cửa thì thấy Kiều Bách Niên và Kiều Tuấn Tài đứng ở cửa, theo sau là 2 đàn em. Ngô Bình chau mày, bang chủ Kiều, ông có việc gì sao? Kiều Bách Niên liền nói, cậu em, tôi không có ý gì khác, vừa hay đến giờ cơm. Tôi đã đặt khách sạn một bàn tiệc, nhân đây thay mặt con trai Tuấn Tài của tôi tạ lỗi, hy vọng cậu em có thể nể mặt. Ngô Bình thấy vậy cũng không tức giận, suy nghĩ rồi nói với Ngô Đại Hưng, bố, chúng ta đi ăn cơm thôi. Kiều Bách Niên thấy bố mẹ của Ngô Bình cũng có ở đó thì càng khách sáo hơn, nói, đúng vậy, hai bác Ngô, xin hai người nhất định phải nể mặt tôi. Ngô Đại Hưng không quan tâm nhiều, có người mời ăn cơm mà không đi thì phí. Thế là cả nhà họ cùng Kiều Bách Niên đến tầng 9 của khách sạn, đây là nơi tổ chức tiệc tùng sang trọng của khách sạn, thực phẩm và rượu được phục vụ đều là hàng thượng đẳng, một bàn tiệc bình thường cũng phải mất mấy chục ngàn, thậm chí là trăm mấy chục ngàn. Mọi người đều ngồi xuống, Kiều Tuấn Tài đích thân rót rượu cho Ngô Bình, mỉm cười, nói, cậu Ngô, cậu người lớn rộng lượng, bỏ qua cho sự vô lễ trước đây của tôi nhé. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, chuyện đã qua rồi. Không cần nhắc lại nữa. Kiều Bách Niên uống 2 ly rượu rồi nói về phong cảnh của thành Tây Hải, còn nói ngày mai phải cùng vợ chồng Ngô Đại Hưng đi thăm hết các điểm du lịch. Ngô Bình biết rất rõ, Kiều Bách Niên đến mời họ ăn cơm thì nhất định là có mục đích, thế nên cậu hỏi, bang chủ Kiều có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Kiều Bách Niên cười ha ha rồi nói, cậu em đúng là nhanh lẹ, thôi được, thật ra tôi đến đây là vì muốn học hỏi cậu em về vấn đề tu hành. Ông ta vừa nói thì Ngô Bình đã biết, cậu
Cậu nói, trước đó tôi đã từng nói với ông rồi, việc tu hành của ông có vấn đề, có phải mỗi lúc luyện công cơ thể đều có cảm giác nở ra như sắp nổ tung tới nơi, cảm giác khủng khiếp đó khiến ông không thể tu luyện quá lâu, vì vậy nên tu vi cũng dừng lại, không tiến bộ được. Kiều Bách Niên vô cùng kinh ngạc, liên tục gật đầu, không sai, đúng là như thế. Cậu em, vậy cậu có cách gì giúp tôi khắc phục không? Ngô Bình, cũng không có gì khó. Tôi dạy ông một đoạn bí chú, lúc ông tu luyện thì niệm thầm trong bụng là được. Kiều Bách Niên vui mừng, thật vậy sao? Ngô Bình liền dạy cho ông ta một đoạn bí chú ngắn, đọc thầm chỉ mất mười mấy giây. Sau khi cậu dạy xong, Kiều Bách Niên có niệm thế nào cũng không thuận mồm, cứ líu lưỡi mãi. Ông ta học mười mấy lượt thì nóng lòng, toát mồ hôi hột nói, cậu em, bí chú cậu dạy tôi khó quá, xem ra tôi không đủ ngộ tính. Ngô Bình lắc đầu, chỉ đành đặt nhẹ tay lên giữa trán của ông ta, dùng phép truyền thần, truyền thụ bí chú đó cho ông ta. Kiều Bách Niên có được bí chú thì lập tức dùng thử, ông ta ngồi xếp bằng, tu luyện chưa đến 10 phút thì cảm giác giãn nở lại đến, thế là ông ta vội niệm bí chú. Ông ta vừa nhẩm thầm thì cảm giác giãn nở lập tức biến mất, ông ta lại có thể tiếp tục tu luyện. Ông ta luyện thêm mười mấy phút nhưng tình trạng đó không còn tái diễn nữa. Ông ta mở mắt ra, cúi đầu lại, cảm ơn cậu em đã cứu tôi. Ngô Bình đỡ ông ta dậy, nói, bang chủ Kiều quá lời rồi. Cậu nói tiếp, bí chú này có thể giúp ông vượt qua khó khăn nhưng rõ ràng tâm tính ông chưa đủ tốt, tu hành nằm ở tu tâm, ông cần phải chú ý hơn. Vâng, Kiều Bách Niên nói. Lúc hai người họ nói chuyện, Kiều Bách Niên nhắc đến tu vi và được biết Ngô Bình là cao thủ cảnh giới bí kỹ, ông ta vô cùng kính phục. Cảm thán, cậu em còn trẻ vậy mà đã là bí cảnh tầng 2, nhất định sau này sẽ có thể đạt đến thần thông. Lúc này, Ngô Bình nghĩ đến chuyện cá cược banh bóng, cậu hỏi Kiều Tuấn Tài, trong cuộc thi giữa các trường trung học lần này, có rất nhiều người tham gia cá cược lắm sao? Kiều Tuấn Tài, theo tôi được biết, có mấy thế lực lớn khống chế, còn về tiền thì ít nhất cũng phải có quy mô cả trăm tỷ. Ngô Bình, vừa hay, anh giúp tôi cược mấy chân đi. Kiều Tuấn Tài cười, nói, không thành vấn đề. Cậu Ngô, cậu muốn cược mình thắng sao? Ngô Bình, cược mình thắng thì chán lắm, muốn cược phải cược người khác. Kiều Tuấn Tài ngơ ngác, cược người khác. Nhưng những đội bóng khác, nếu không bị uy hiếp thì cũng đã bị mua hoặc là thực lực không ra gì, hoặc đối thủ của họ cũng đã được cường hóa. Ngô Bình, cường hóa đối thủ là ý gì? Kiều Tuấn Tài, nghe nói họ có một loại nước thuốc. Sau khi uống vào thì sức mạnh và khả năng chịu đựng đều được nâng cao rõ rệt, tinh thần cũng tăng lên. Uống thuốc xong thì thực lực tổng thể của đội bóng sẽ tăng vượt trội. Ngô Bình, thì ra là vậy. Kiều Tuấn Tài, thật ra ba trận đấu ngẫu nhiên ngày mai đã được sắp xếp sẵn rồi. Ngô Bình chau mày, đã được sắp xếp rồi sao? Đối thủ của chúng tôi là ai? Kiều Tuấn Tài, quán quân toàn quốc lần trước, trung học số 1 Thần Đô. Ngô Bình cau mày, không ngờ lại là trường Thần Đô. Cậu có nghe tên tuổi của Thần Đô từ lâu, vì trong trường này có rất nhiều học sinh con cháu vương công quý tộc, người trong nhà đều là ông lớn tay nắm quyền hành to lớn. Đội bóng rổ ở trường Thần Đô rất mạnh, là quán quân 3 lần liên tiếp của cả nước. Thậm chí, còn bỏ xa đội xếp thứ 2 rất xa. Trước đây, thành tích của Thần Đô ở giải đấu rất bình thường. Họ có thể có được thành tích như vậy là nhờ một người y như một vị thần và người đó là Lâm Tôn. Kỹ thuật của cậu ta cực kỳ xuất sắc tài tình, từng thi đấu với vận động viên bóng rổ giỏi nhất trong nước, cuối cùng thua. Nhưng kỳ lạ là Lâm Tôn cũng không thích bóng rổ lắm, có lần người này từng từ chối trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện giờ cậu ta đang là học sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp và chuẩn bị đăng ký vào những trường chuyên nổi tiếng trong nước. Kiều Tuấn Tài cảm khái, đúng vậy, Thần Đô quá mạnh. Nói thật, dù là để đội bóng chuyên nghiệp đứng đầu cả nước thi đấu với họ thì cũng chưa chắc có thể thắng. Ngô Bình, xem ra, trận chung kết này chắc chắn sẽ cực kỳ ngoạn mục và sẽ đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Kiều Tuấn Tài, ừ. Nếu cậu có thể đánh bại hai đối thủ kế tiếp thì trận đấu với Thần Đô sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Tôi đoán, chỉ trận đó thôi sẽ có hơn trăm tỷ đổ vào, nhưng đa số sẽ mua Thần Đô thắng.
hai đối thủ sắp tới mạnh không? Cũng được, hẳn là nằm trong top 20 hay top 10 gì đó. Ngô Bình, làm thế nào để đặt cược? Kiều Tuấn Tài lấy điện thoại ra, mở một cái phần mềm lên, trên đó biểu thị trước mắt có 570.000 người đang online. Ngô Bình, còn có app này à? Kiều Tuấn Tài, dùng nó có thể đặt cược. Có điều, cá nhân đặt cược sẽ có hạn mức nhất định, bình thường sẽ không được cược hơn 5 triệu. Muốn cược nhiều phải tìm nhiều người vô cược, chẳng hạn như muốn cược 50 tỷ, vậy phải tìm 10 người, mỗi người cược 5 triệu. Ngô Bình, anh có thể tìm được bao nhiêu người? Kiều Tuấn Tài cười nói, từ 3 năm trước tôi đã chơi cái này rồi. Nếu cần, tôi có thể tìm được tối đa 200.000 người. Ngô Bình lật xem lịch thi đấu ngày mai, trong đó đáng chú ý nhất là Giang Bắc đấu với Hoa Đô. Giang Bắc là đội xếp thứ 9 cả nước vào mùa trước, mà Hoa Đô lại xếp thứ 4. Trước mắt trên app biểu thị đã có 190.000 người cược Hoa Đô thắng, hơn 150.000 người cược Giang Bắc thắng. Ngô Bình hỏi Kiều Tuấn Tài, tại sao trận đấu của hai đội lại được chú ý nhiều đến vậy? Kiều Tuấn Tài đáp, Giang Bắc và Hoa Đô là kẻ thù truyền kiếp của nhau, năm nào cũng đấu vô cùng kịch liệt. Giải đấu lần trước, Hoa Đô có hai người bị thương nặng, còn Giang Bắc lại một chết một bị thương. Ngô Bình ngẩn người, chơi bóng rổ thôi còn sẽ đánh chết người. Kiều Tuấn Tài đáp, đúng vậy. Thế nên, mọi người mới chú ý tới hai đội đó. Họ không phải đang chơi bóng mà là đang liều mạng thi đấu. Ngô Bình gật đầu hỏi, anh có thể giúp tôi liên lạc với Giang Bắc không? Kiều Tuấn Tài gật đầu, đương nhiên là được. Thực ra, tôi từng qua lại với Giang Bắc, nhưng có rất nhiều ông lớn nhìn chúng họ, cỡ như tôi không thể nào nhúng tay vô được. Ngô Bình, ồ, ông trùm một phương như anh cũng không nhúng tay vào được. Kiều Tuấn Tài cười khổ, dù gì cũng liên quan đến khoản tiền cả trăm tỷ, vũng nước đục này rất rộng, tôi cũng chỉ dám ngó tới những đội như các cậu. Thậm chí, nếu Trung Châu các cậu phất lên, tôi cũng không dám điều khiển các cậu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói với Ngô Đại Hưng, bố với mẹ về khách sạn đi, con ra ngoài một chuyến. Kiều Tuấn Tài vội vàng sai người đưa hai người trở về khách sạn rồi nói với Kiều Bách Niên một tiếng mới đi đến khách sạn nơi đội Giang Bắc đang ở. Khách sạn 5 sao xung quanh đây khá nhiều, chỗ ở của Giang Bắc cách nơi này cũng không xa, chỉ mất mười mấy phút lái xe. Xe vừa chạy đến trước cửa khách sạn, Ngô Bình đã phát hiện xung quanh có rất nhiều người theo dõi, họ nhìn chằm chằm vào mỗi một vị khách ra vào khách sạn. Ngô Bình nói với Kiều Tuấn Tài, anh không cần xuống xe, tự tôi đi là được. Sau khi tiến vào khách sạn, cậu cũng thuê một phòng trên lầu 6 cùng với Giang Bắc. Cậu vào phòng dạo qua một vòng rồi gõ vang lên một gian phòng. Cửa mở, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc đồ thể dục màu xanh đi ra, liếc Ngô Bình một lượt hỏi, tìm ai? Ngô Bình cười nói, xin chào huấn luyện viên Phùng, tôi là Ngô Bình thành viên đội bóng rổ Trung Châu. Cậu từ chỗ Kiều Tuấn Tài biết người này họ Phùng và là huấn luyện viên của Giang Bắc. Huấn luyện viên Phùng nghe thấy tên của Ngô Bình thì sáng mắt lên nói, tôi biết cậu, cũng có xem video cậu chơi bóng, cậu rất lợi hại. Cậu đến tìm tôi không phải là muốn tham gia vào đội Giang Bắc chúng tôi đó chứ? Ngô Bình cười ha ha, thực ra, tôi có chuyện khác muốn nói, có thể đi vào không? Huấn luyện viên Phùng gật đầu, đương nhiên được. Đây là một căn phòng rất lớn, trong phòng khách có 5 học sinh đang ngồi, ai nấy đều cực kỳ cao, cao nhất 2m1, lùn nhất cũng 1m9. Có thể thấy được thực lực của Giang Bắc là rất mạnh. Huấn luyện viên Phùng cười nói, cậu ta chính là Ngô Bình át chủ bài của đội Trung Châu, các cậu đều đã xem video thi đấu của cậu ta rồi đó. 5 người lập tức đứng lên, cái người cao 2m1 vươn tay chào hỏi, Ngô Bình, nghe tiếng đã lâu. Tôi là Lư Xuyên. Ngô Bình bắt tay cậu ta, cười hỏi, cậu là Trung Phong hả? Biệt danh là Thiết Bá Vương dưới rổ, vô úp rổ đúng không? Lư Xuyên cười nói, quá khen rồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua mọi người rồi nói, tôi biết ngày mai Giang Bắc và Hoa Đô sẽ có một trận chiến. Vậy thì, chắc hẳn các cậu đều muốn thắng mà phải không? Huấn luyện viên Phùng nhàn nhạt nói, đương nhiên. Chúng tôi đã cố gắng cả năm chính là vì trận chiến vào ngày mai.
Ngô Bình, chắc là có nhà đầu tư đến tìm mọi người chứ nhỉ? Huấn luyện viên Phùng nói, vô dụng thôi. Có rất nhiều đến tìm đôi bên nên đã sớm đạt thành cân bằng. Vì vậy, áp lực mà cả hai phải chịu là ngang nhau, vậy trái lại có thể công bằng đánh một trận. Bây giờ, Ngô Bình lại hỏi, tôi có thể hỏi một chút, lần trước có người bị đánh chết là vì lý do không? Sắc mặt huấn luyện viên Phùng hết sức khó coi, mấy giây sau mới đáp, bị trung phong của đối phương dùng khuỷu tay đánh trúng gáy, chết ngay tại chỗ. Đối phương cố ý, Ngô Bình hỏi. Huấn luyện viên Phùng, rõ ràng là vậy, nhưng đây là trong trận đấu nên cuối cùng cũng chẳng thể truy cứu trách nhiệm của người nọ. Tôi đã hỏi rồi, năm nay cậu ta vẫn sẽ tham gia thi đấu. Ngô Bình thở dài, một trận thi đấu thôi mà, đánh chết người thì quá đáng quá rồi. Huấn luyện viên Phùng nhìn cậu, bạn học Ngô, cậu đến đây là định trò chuyện với chúng tôi về chuyện đó. Ngô Bình cười nói chuyện chính nào. Tôi có một cách có thể gia tăng thực lực của các cậu lên trong thời gian ngắn để mọi người thắng được Hoa Đô. Huấn luyện viên Phùng ngẩn ra hỏi, tăng thực lực của chúng tôi lên. Ngô Bình hỏi Lư Xuyên, Lư Bá Vương, cậu đứng tại chỗ bật cao có thể nhảy lên được bao nhiêu? Lư Xuyên đáp, 80 cm. Ngô Bình, nào, theo tôi lên sân thượng đi. Mọi người không biết Ngô Bình tính làm gì, nhưng vẫn đi theo cậu lên sân thượng. Khách sạn này có tổng cộng 9 tầng, họ vào thang máy đi lên sân thượng. Sân thượng xây một vườn hoa, còn có suối phun và quán cà phê trông rất đẹp. Đến một bãi trống, Ngô Bình chỉ vào mái vòm bằng thủy tinh cao 4 mét hỏi, cậu có thể đụng đến không? Lư Xuyên đau đầu, chắc chắn là không với tới rồi, tôi đứng thẳng vươn tay được 2m73 thôi, hơn nữa bật cao chỉ được hơn 3m rưỡi một chút. Độ cao này ít nhất cũng phải 4m5 chứ. Ngô Bình, cậu thử xem. Lư Xuyên hít một hơi thật sâu, lấy hết sức nhảy lên cao, kết quả vẫn kém 1 mét. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta liền cảm thấy có một luồng sức mạnh dịch chuyển trong cơ thể mình, tim cậu ta đập nhanh hơn, tinh thần cũng tập trung hơn. Cậu ta rất bất ngờ, nhìn Ngô Bình, hỏi tôi bị làm sao thế? Ngô Bình, cậu thử lại lần nữa xem. Lư Xuyên gật đầu, cố hết sức nhảy lên. Lần này cứ như thể cậu ta biết khinh công, bay lên cao hơn 1 thước, đầu ngón tay chỉ cách trần thủy tinh 30-40 cm. Địch, tất cả mọi người đều ngơ ngác, thậm chí huấn luyện viên Phùng còn nói tục. Lư Xuyên lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin nổi, không ngờ mình lại nhảy cao đến thế. Ngô Bình nói, tôi từng luyện võ, có thể giúp cậu nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Hơn nữa, đây chỉ mới là tiến bộ bước đầu. Nếu như cậu bằng lòng, thậm chí tôi còn có thể giúp cậu nhẹ nhàng chạm đến trần thủy tinh. Huấn luyện viên Phùng nghiêm nghị, hạ giọng nói, chúng ta về phòng thôi. Về đến phòng, huấn luyện viên Phùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi cậu Ngô, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại có năng lực đó? Ngô Bình cười, nói, huấn luyện viên Phùng không cần phải nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi, tôi biết y thuật, đồng thời cũng là người tu hành. Huấn luyện viên Phùng, cậu có điều kiện gì? Ngô Bình, không có điều kiện gì cả, vì chỉ cần mọi người thắng thì tôi có thể kiếm được tiền. Huấn luyện viên Phùng suy nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi bằng lòng hợp tác với cậu. Ngô Bình, tính đến lúc này thì chỉ còn 2 phút nữa là bên ngoài đã cược đến hiệp thứ tư, vì vậy tôi chỉ giúp mọi người điều chỉnh lại cơ thể trong thời gian giải lao trước hiệp thứ tư. 2 phút trước hiệp thứ tư, mọi người có thể kìm lại một chút. Nhưng 10 phút sau cùng thì cần phải dốc hết sức. Huấn luyện viên Phùng nghe xong thì hỏi, vậy sau trận đấu này, liệu có ảnh hưởng đến những trận đấu khác của chúng tôi không? Ngô Bình, chẳng những không ảnh hưởng mà còn nâng cao thể chất của mọi người. Huấn luyện viên Phùng nghe vậy thì rất hài lòng, nói cậu Ngô, vậy thì vất vả cho cậu rồi. Ngô Bình, ngày mai thi đấu, tôi sẽ đến tìm mọi người. Phải rồi. Nên nói với bên ngoài rằng tôi và Lữ Xuyên là bạn tốt, để tránh bị người khác nghi ngờ. Lữ Xuyên nói, được, nếu lần này chúng tôi có thể thắng thì Ngô Bình cậu sẽ là bạn của tất cả chúng tôi. Ngô Bình cụng đầu với cậu ta, nói, vậy được, mai gặp lại. Ngô Bình rời khỏi khách sạn, lên xe của Kiều Tuấn Tài. Cậu Kiều,
trận đấu ở Giang Bắc lần này, tôi đặt đội Giang Bắc 15 tỷ. Kiều Tuấn Tài giật mình, trận đấu này rất khó đoán được thắng thua, cậu đặt nhiều vậy thì rủi ro rất cao. Ngô Bình, anh yên tâm, Giang Bắc ít nhất cũng có được 8 phần cơ hội. Cậu nói 8 phần là vẫn còn khiêm tốn. Kiều Tuấn Tài gật đầu, vậy ok, tôi cũng đặt Giang Bắc 1 tỷ. Ngô Bình, phiền anh giúp tôi xử lý chuyện đặt cược, tôi sẽ chuyển 15 tỷ vào tài khoản của anh. Kiều Tuấn Tài nói, nghe anh nói kìa, có thể góp sức cho anh là vinh dự của tôi. Sau đó, hắn ta cung cấp cho Ngô Bình 5.000 tài khoản, Ngô Bình cho Nghiêm Lãnh Thạch chuyển từ 1 triệu đến 5 triệu vào mỗi tài khoản. Lúc họ về đến khách sạn thì trời đã về chiều, đội trưởng số 1 Trung Châu đang luyện tập với cường độ cao ở sân bóng rổ gần đó. Sau khi ăn cơm chiều xong, Ngô Bình về lại phòng mình. Thì phát hiện Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi đang cãi nhau. Bố Tiểu Bình, số tiền này là do con trai chúng ta kiếm được, ông không thể cho mượn lung tung được. Dương Quế Chi nói. Ngô Đại Hưng không đồng tình, bà xã, bây giờ nhà chúng ta có tiền rồi, giúp đỡ người thân, bạn bè chẳng phải là chuyện nên làm sao. Dương Quế Chi, vậy ông có giúp hết được không? Giúp được một người rồi có cần giúp tiếp người thứ hai không? Sau này cô bảy dì tám đều đến tìm ông mượn tiền, mượn được một lần thì mượn tiếp lần thứ hai, năm này qua năm khác, gặp đâu mượn đó thì ông phải làm sao? Ngô Đại Hưng ngây ra, không phải chứ, làm gì có ai như thế? Dương Quế Chi cười khẩy, ai rồi cũng thay đổi, ông không nhớ năm xưa nhà chúng ta khó khăn, tìm họ mượn tiền sao? Có ai sẵn lòng cho ông mượn không? Người ta thế nào thì tôi thế đấy, tôi sẽ không cho những người này mượn tiền đâu. Năm xưa họ không giúp chúng ta thì việc gì chúng ta phải giúp họ. Ngô Bình liền hỏi, bố, mẹ, chuyện gì thế? Ngô Đại Hưng vội đáp, Tiểu Bình, cậu họ con tìm bố mẹ mượn tiền, mẹ con không đồng ý. Dương Quế Chi nói, Tiểu Bình, cậu họ đấy của con đã không liên lạc với chúng ta 10 năm rồi, cũng không biết từ đâu mà nghe được bố con mở công ty taxi. Tơm tớp chạy tới mượn 800 ngàn. He he, năm xưa nhà chúng ta khó khăn cũng từng tìm ông ấy mượn tiền, con đoán xem người ta nói thế nào. Ông ấy đã thua cổ phiếu hết hơn 1 triệu rồi, không còn tiền để cho mượn nữa. Kết quả, mấy ngày sau người ta liền mua một chiếc xe hơi giá hơn 500 ngàn. Ngô Bình, ông ấy mượn 800 ngàn làm gì? Ngô Đại Hưng, nói là làm ăn thua lỗ, cần xoay vốn. Ngô Bình nói, không cho mượn, bố, mình không qua lại với họ thì bố cũng đừng quan tâm làm gì. Ngô Đại Hưng nghe Ngô Bình nói thế thì chỉ đành nói, thôi được, bố sẽ nói tiền nằm trong tài khoản của công ty hết rồi, không lấy ra được. Dương Quế Chi, Tiểu Bình, hôm nay nội con đã gọi điện cho bố con. Ngô Bình nghe nói bà nội gọi điện thì tò mò, bà ấy có chuyện gì? Dương Quế Chi, chắc cũng vì biết nhà chúng ta đã mở công ty, muốn để Ngô Cường đến công ty làm việc. Ngô Bình chau mày, làm việc, người như ông ta có thể làm được việc gì? Buồn cười. Dương Quế Chi, không chỉ muốn để ông ta đến làm việc mà còn muốn làm tổng giám đốc, nắm cổ phần nữa kia. He he, nghĩ bạo thật. Ngô Bình cười khẩy, hỏi Ngô Đại Hưng, bố, rồi bố nói thế nào? Ngô Đại Hưng, bố nói công ty do Tiểu Bình con quyết định, bố không quản gì hết, sau đó bà nội đòi số điện thoại của con, bố không cho. Ngô Bình, không sao, bố cứ cho số đi. Ngô Đại Hưng cười mếu, nói Tiểu Bình, đừng cãi nhau với bà nội con, ầy, có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ bố, bà nội của con. Ngô Bình, yên tâm đi, sao con lại cãi nhau với bà ấy, con chỉ nói đạo lý với bà ấy thôi. Ngô Bình trấn an bố mẹ xong thì bảo họ nghỉ ngơi sớm, sau đó ngồi ở phòng khách, tu luyện bí kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc trời đã sáng, các đội viên ăn sáng xong thì đến sân vận động Tây Hải, nơi sẽ diễn ra trận đấu trước 9 giờ. Sân vận động Tây Hải chiếm diện tích hơn 90.000 m², có thể chứa được tối đa 24.000 khán giả. Lúc này người trong sân vận động đã đông nghịt. Vì trận thi đấu ngẫu nhiên hôm nay sắp sửa bắt đầu. Đoàn người của Ngô Bình ngồi ở ghế khán giả, chờ đợi kết quả bốc thăm. Sân vận động có 5 tầng,
mỗi tầng có thể tiến hành đồng thời 4 trận đấu bóng rổ và cả 3 tầng có thể tổ chức thi đấu đồng thời, cũng tức là có thể tiến hành 12 trận đấu cùng một lúc. Vòng đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, không ngoài dự đoán, trường số 3 Hoa Đô và trường số 6 Giang Bắc cũng nằm trong số đó, hai đội này thi đấu ở tầng 2 của sân vận động. Trận đấu vừa bắt đầu thì đội trường số 3 Hoa Đô đã tấn công dữ dội, khiến đội trường số 6 Giang Bắc hơi bị động, tình hình đó liên tục kéo dài đến nửa hiệp 2 mới kết thúc. Lúc này, trường số 3 Hoa Đô đã dẫn trước đội trường số 6 Giang Bắc 12 điểm, khoảng cách khá rõ rệt. Hiệp thứ 3, Giang Bắc bắt đầu xông lên, nửa trận dượt theo được mấy điểm, nhưng nửa trận sau Hoa Đô thay một cầu thủ giỏi vào, tiếp tục kéo giãn tỷ số. Đến khi kết thúc hiệp 3, Giang Bắc đã có hai người bị thương và thua đối thủ cả 15 điểm. Đến hiệp 4, khí thế của Giang Bắc rõ ràng đã yếu đi khiến mọi người cảm thấy kết cục đã được xác định, về sau càng có nhiều người cược Hoa Đô thắng hơn. Hiệp thứ 3 có mấy phút nghỉ ngơi, Ngô Bình đi vào phòng nghỉ của Giang Bắc vừa giúp các thành viên massage, vừa cổ vũ họ. Ở trong mắt người ngoài, anh như là bạn thân của họ, tới giúp bạn bè cổ vũ tinh thần. Chỉ có các thành viên của Giang Bắc biết mỗi lần Ngô Bình massage cho họ, trong người sẽ có sinh ra một luồng sức mạnh. Nó khiến cho họ mạnh và tập trung tinh thần hơn. Cuối cùng, Ngô Bình còn đọc một đoạn bí chú có hiệu quả chúc phúc, có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ phản xạ, sức mạnh, độ nhanh nhẹn, là một loại cường hóa cơ thể. Sau khi đọc xong, hiệp thứ tư cũng bắt đầu. Bởi vì hiệu quả của bí lực và bí chú cần mất hơn một phút mới xuất hiện nên ban đầu Giang Bắc cũng không biểu hiện xuất sắc là mấy. Hai phút sau, hiệu quả bắt đầu lộ rõ, mà trận cá cược trên sàn cũng đã kết thúc. Lúc này, tỷ lệ cược Giang Bắc thắng đã lên đến 1:29. Cùng lúc đó, Kiều Tuấn Tài cũng thông qua mấy ngàn tài khoản bỏ 15 tỷ cược Giang Bắc thắng. Trận đấu diễn ra được 2 phút rưỡi thì Lư Xuyên bỗng dưng bùng nổ, mạnh mẽ cướp bóng dưới rổ xoay người phản công. Sau khi hậu vệ nhận được bóng thì dùng tốc độ kinh người vượt qua mọi người trực tiếp ném rổ ghi điểm. Sau đó, tiên phong lại cắt bóng giữa chừng rồi ném rổ ở khu vực 3 điểm. Tình hình lập tức xoay ngược lại, Giang Bắc liên tục ghi điểm, chỉ dùng 3 phút đã san bằng điểm số, sau đó kéo ra khoảng cách. Khán giả thấy vậy đều kinh ngạc đến ngây người, giống như đang nằm mơ. Đù, Giang Bắc tiêm máu gà hả? Sao bỗng dưng y như thay đổi thành người khác vậy? Hay là họ đã dùng thuốc, có người đoán? Không thể nào, toàn bộ hành trình cả đội đều không rời khỏi hiện trường, thậm chí còn chưa kịp uống nước nên sẽ không có cơ hội uống thuốc. Đến phút thứ 8, điểm số của Giang Bắc đã vượt qua Hoa Đô 14 điểm. Lúc này, huấn luyện viên của Hoa Đô yêu cầu tạm dừng trận đấu. Giờ đây, chỉ còn lại 4 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Tôi muốn xét nghiệm máu cho toàn bộ thành viên đội Giang Bắc, tôi nghi ngờ họ dùng thuốc kích thích, huấn luyện viên Hoa Đô lớn tiếng nói. Huấn luyện viên Giang Bắc cũng lớn tiếng cãi lại, dựa theo quy định của trận đấu, trong tình huống không có chứng cứ thì trận đấu không thể bỏ dở hay tạm dừng. Chúng tôi không sợ xét nghiệm máu, đợi đến khi kết thúc thì thành viên hai bên sẽ cùng nhau xét nghiệm. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu tiếp tục, huấn luyện viên Hoa Đô không có cách nào chỉ đành chơi tiếp. Nhưng 4 phút kế tiếp, Giang Bắc càng đánh càng mạnh, cuối cùng dùng tỷ số 127-96 thắng trận. Dù là ai cũng không ngờ tình hình sẽ xoay ngược lại như vậy, tâm trạng các thành viên của Hoa Đô đều vô cùng buồn bã mất mát, một đám cúi đầu không nói. Giang Bắc lại hoan hô, vỗ tay chúc mừng. Đám Ngô Bình ngồi cách đó không xa, nữ huấn luyện viên cũng hết sức kinh ngạc nói, lạ thật. Đội Giang Bắc làm thế nào được vậy? Ngô Bình nói, huấn luyện viên, kệ họ đi, chơi tốt trận thi đấu của chúng ta là được. Huấn luyện viên, mong đừng gặp con quái vật như Giang Bắc. Ngô Bình cười, gặp được cũng không sao, có em mà. Lúc này, Kiều Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình nói, cậu Ngô, vừa nãy đã lời được 18,5 tỷ. Ngô Bình một tiếng rồi hỏi, kế tiếp, còn có trận nào đáng chú ý không? Kiều Tuấn Tài đáp, trận đấu giữa Thần Đô và Thái Hòa cũng cực căng. Thái Hòa đã chiêu mộ vài học sinh rất mạnh. Nghe nói lần này là nhắm tới vị trí quán quân. Trận chiến lần này của đôi bên chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích.
Ngô Bình hỏi, còn Trung Châu? Kiều Tuấn Tài nói, chiều nay, các anh sẽ đánh với Lam Sơn. Trận này, số tiền cược Lam Sơn thắng khá nhiều, họ chắc chắn sẽ dùng một vài mánh khóe nhỏ. Ngô Bình, mánh khóe gì, thuốc à? Kiều Tuấn Tài gật đầu, rất có khả năng. Ngô Bình cười, thú vị, lần này, anh cược cho tôi 10 tỷ Trung Châu thắng. Kiều Tuấn Tài nói, quy mô lần này chắc hẳn sẽ không bằng trận trước, chưa chắc có thể cược được 10 tỷ. Ngô Bình, vậy cược được nhiều thì cược hết đi. Kiều Tuấn Tài gật đầu, được rồi. Sau khi trận đấu kết thúc, lần rút thăm thứ hai cũng có kết quả nhiên Thần Đô sẽ gặp Thái Hòa. Lúc này, anh thấy được Lâm Tôn của Thần Đô. Cậu ta cao 1m9, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt lại rất kỳ lạ khiến người ta cứ cảm giác như một vị tướng uy nghiêm. Hơn nữa, khi nhìn thấy người này Ngô Bình thế mà lại có cảm giác như đã từng quen biết. Dường như Ngô Bình đã từng thấy hình hay bức tượng của cậu ta ở đâu đó rồi. Lạ thật, lẽ nào chúng ta đã từng gặp nhau, Ngô Bình thầm nghĩ. Kỹ năng chơi bóng của Lâm Tôn cực kỳ điêu luyện, trận đấu vừa bắt đầu mà cậu ta đã ghi liền 8 điểm, ép cho Thái Hòa không thở nổi. Kiều Tuấn Tài nhỏ giọng hỏi, cậu Ngô, chúng ta có tham gia vào trận này không? Ngô Bình hỏi, anh biết tại sao Lâm Tôn lại mạnh như vậy không? Kiều Tuấn Tài lắc đầu hỏi, tại sao? Ngô Bình gằn từng chữ nói, vì cậu ta là cao thủ bí thiên. Kiều Tuấn Tài hít ngược một hơi, bí thiên cảnh, người như vậy, sao còn tham gia thi đấu? Ngô Bình, không biết, chẳng phải tôi cũng đến chơi bóng sao? Cậu ta chắc chắn cũng có lý do của mình. Kiều Tuấn Tài thở dài, xem ra, trận này Thần Đô chắc chắn sẽ thắng. Ngô Bình lại lắc đầu nói, cậu ta hoàn toàn không có phát huy thực lực, hơn nữa có mấy lần rõ ràng có thể ngăn cản đối phương cướp bóng nhưng lại không làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 80% Thái Hòa sẽ thắng. Kiều Tuấn Tài lập tức hiểu được, nói vậy là Thần Đô bị nhà cái mua chuộc. Ngô Bình, không thì chẳng còn lý do nào giải thích cho điều đó. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, 5 tỷ, cược Thái Hòa thắng. Kiều Tuấn Tài gật đầu, được, tôi cũng cược 5 tỷ. Không ngoài dự đoán của Ngô Bình, hai bên đánh tới hiệp thứ ba, Thái Hòa quả nhiên bắt đầu phản công và dần thu hẹp lại khoảng cách. Ngô Bình thấy cảnh đó lập tức biết suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên, khi trận đấu diễn ra đến hiệp 4, Thần Đô có vẻ đuối sức, Thái Hòa lại càng chơi càng hăng. Tuy Lâm Tôn vẫn cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không thể ngăn cản đối thủ liên tục ghi điểm. Cuối cùng, Thái Hòa dùng tỷ số 142-140 giành được chiến thắng. Kiều Tuấn Tài cười nói, y như dự đoán của cậu Ngô, Thái Hòa quả nhiên đã thắng. Dựa theo tỷ lệ 1-3, lần này kiếm được 11 tỷ. Ngô Bình gật đầu, ngày mai, chúng tôi sẽ thi đấu với Thần Đô hả? Kiều Tuấn Tài, chắc vậy, trận này ắt hẳn sẽ thu hút khá sự chú ý. Ngô Bình, vậy cố gắng cược nhiều chút. Kiều Tuấn Tài, là cược Trung Châu hả cậu Ngô? Ngô Bình liếc cậu ta nói, đương nhiên rồi. Kiều Tuấn Tài, ban nãy, tôi có hỏi mấy người thì họ càng nhìn chúng Thần Đô hơn. Hơn nữa, Lâm Tôn kia chính là cao thủ bí cảnh, e rằng sẽ khó thắng. Ngô Bình ngó Thần Đô có vẻ ủ rũ đằng xa, nhàn nhạt nói, trận chiến này không liên quan đến tiền bạc, tôi chỉ đơn giản là muốn đánh một trận với cậu ta mà thôi. Kiều Tuấn Tài nghe xong thì ngây ra, nói cậu Ngô, vậy việc gì phải cược? Ngô Bình nói, tôi cảm thấy người này sẽ trở thành kẻ địch của tôi, vì vậy tôi buộc phải đánh bại cậu ta, dù cho đây chỉ là một trận bóng. Kiều Tuấn Tài bất ngờ, hắn không hiểu sao Ngô Bình lại có suy nghĩ như thế, nhưng hắn biết một điều, đó là Ngô Bình làm gì thì hắn phải làm đó, hắn liền nghiến răng nói ok, vậy thì liều một trận. Chưa là lúc nghỉ ngơi. Các đội viên bắt đầu phục hồi thể lực, chuẩn bị cho trận thi đấu buổi chiều. 3 giờ chiều, kết quả bốc thăm là đội trưởng số 1 Trung Châu gặp trường Trung học Lam Sơn. Vừa có kết quả thì các đội đều nghĩ trường số 1 Trung Châu không may mắn. Trường Trung học Lam Sơn là trường trung học nổi tiếng toàn quốc, thực lực bóng rổ cũng rất mạnh, còn mạnh hơn trường số 3 Hoa Đô một chút. Huấn luyện viên nhìn thấy tên đối thủ thì thở dài, các em. Xem ra chúng ta phải liều mình thôi, cố lên.
Ngô Bình nói với hậu vệ kiểm soát bóng Tiêu Kiếm, trận này cậu ra sân trước đi. Tiêu Kiếm ngây ra, từ sau khi Ngô Bình vào đội tuyển của trường, số lượng trận đấu cậu ta tham gia đã ít đi rất nhiều. Tôi, cậu ta chỉ vào mũi mình, vẻ mặt đầy bất ngờ. Ngô Bình gật đầu, các cậu cứ thi đấu bình thường, nếu như các cậu có thể giành được ưu thế trong 3 hiệp đầu thì tôi không cần phải ra sân nữa. Đội trưởng Trương Minh tròn mắt, Ngô Bình, bình thường vẫn luyện tập theo kiểu lấy cậu làm trung tâm, sao cậu có thể không ra sân? Huấn luyện viên như hiểu ra được điều gì đó nên nói, làm theo những gì Ngô Bình nói đi. Ngô Bình cười, nói yên tâm đi, các cậu đều rất mạnh, mọi người phải có lòng tin. Cậu vừa nói vừa vỗ vai từng người một. Bỗng nhiên, mọi người đều cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể mình, ai cũng tròn mắt. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục thi triển bí chú, nói trường số 6 Giang Bắc có thể thắng thì các cậu cũng có thể, cố lên. Nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Bình, Tiêu Kiếm, Trương Minh và những người khác đều biểu hiện xuất sắc, hai đội vừa giao đấu thì họ đã có lòng tin, vì bất kể về sức mạnh hay khả năng phản ứng thì đội trường số 1 Trung Châu cũng mạnh hơn trường Trung học Lam Sơn. Trước đó, Ngô Bình đã cố tình truyền thêm cho Trương Minh một luồng bí lực nên khả năng nhảy cao của cậu ta rất kinh người, cậu ta vừa ra sân thì đã liên tục giành được mấy lần bóng dội, khiến đối phương không kịp trở tay. Trận đấu diễn ra được 10 phút thì Tiêu Kiếm ghi được bàn 3 điểm, kéo khoảng cách tỷ số lên 9 điểm. Sau đó, Trương Minh và những người khác càng đánh càng hăng, đến nửa hiệp 3, trường số 1 Trung Châu đã dẫn trước trường Trung học Lam 24 điểm. Sau khi hiệp 3 kết thúc, huấn luyện viên gọi họ lại uống nước, nghỉ ngơi mấy phút rồi bắt đầu hiệp thứ 4. Khi hiệp thứ 4 bắt đầu, đội Trung học Lam Sơn đã thay đổi cách đánh, không ngờ họ lại không thủ mà chuyển qua công. Liên tục giành được điểm và kéo tỷ số về hòa ở phút thứ 8. Ngô Bình nheo mắt, nói với huấn luyện viên, tạm dừng trận đấu. Huấn luyện viên liền hét tạm dừng, mấy người Trương Minh mồ hôi đầm đìa, chạy lại. Ngô Bình hỏi họ, có cảm thấy thực lực của đội Trung học Lam Sơn đột nhiên trở nên mạnh lên không? Trương Minh gật đầu, không sai, cả tốc độ lẫn khả năng đối kháng đều mạnh hơn rất nhiều, kỳ lạ quá. Ngô Bình bình thản nói, trận đấu này khá quan trọng, chắc là họ đã dùng thuốc. Tiêu Kiếm, Ngô Bình, cậu ra sân đi, có cậu thì họ uống thuốc gì cũng không sợ. Ngô Bình cười, nói, vẫn còn 4 phút, lát nữa tôi chịu trách nhiệm quấy rối đội hình của họ, Tiêu Kiếm, đội trưởng, hai cậu phụ trách ghi bàn. Tiêu Kiếm, Ngô Bình, rõ ràng cậu giỏi ghi bàn hơn tôi, tại sao lại sắp xếp như thế? Huấn luyện viên dường như đã hiểu ý của Ngô Bình, nói trận này không phải trận đấu quyết định, Ngô Bình đang muốn che giấu thực lực. Ngô Bình gật đầu, tôi có suy nghĩ về vấn đề đó. Nhưng quan trọng nhất là có thể sau này tôi sẽ không thường xuyên có mặt trong đội, các cậu nên xây dựng lòng tin, gặp đối thủ mạnh tự nhiên sẽ mạnh. Họ nói vài câu thì trận đấu lại tiếp tục. Sự xuất hiện của Ngô Bình liền khiến không khí trở nên nóng hơn. Khiến đội Trung học Lam Sơn không có sức chống trả. Họ liên tục bị giành bóng, hoàn toàn không có đội hình dưới bảng, không giành được điểm nào ở ngoài vạch 3 điểm, còn trường số 1 Trung Châu thì liên tục giành được điểm, lúc trận đấu còn lại hơn 1 phút thì tỷ số đã cách biệt 16 điểm. Cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, trường số 1 Trung Châu giành phần thắng trong trận đấu thứ 2 với tỷ số 135-102. Kiều Tuấn Tài đến báo cáo tình hình. Cười, nói cậu Ngô, trận này tôi đặt 8 tỷ rưỡi, 1, 2, 4, kiếm được 11 tỷ 900 triệu. Hắn nói đến đấy thì hỏi, có cần đổi tiền thành tiền tiên của tiên giới tu hành không? Ngô Bình, tiền tiên. Kiều Tuấn Tài nói, là thế này, sức mua của tiền của nhân gian năm nào cũng giảm, nhưng nếu đổi thành tiền tiên thì khác, hơn nữa đối với một số hàng tốt người ta chỉ nhận tiền tiên thôi. Ngô Bình hứng thú tiền tiên mà anh nói được đổi như thế nào? Tỷ giá đổi là bao nhiêu? Kiều Tuấn Tài, hiện tại trên thị trường một đồng tiền tiên đổi được 15 triệu. Ngô Bình rất bất ngờ, nói vậy thì 10 tỷ chỉ có thể đổi được 1.000 tiền tiên thôi sao? Kiều Tuấn Tài, cậu yên tâm, đến khi đổi lại thì chỉ có lời chứ không lỗ. Ngô Bình suy nghĩ, cảm thấy có lý, nói, vậy anh đổi hết số tiền tôi kiếm được thành tiền tiên đi.
Ok, vậy thì có thể đổi được 2.760 đồng tiền tiên. Sau đó, hắn liếc nhìn điện thoại rồi nhỏ tiếng nói, cậu Ngô, trận đấu với trường trung học Lam Sơn có rất nhiều người thua, giờ họ đều rất ghét trường số 1 Trung Châu, thậm chí còn có một số người tán ra bại sản nữa. Ngô Bình cười, nói, nếu như đã dám chơi thì phải dám chịu, nếu có thể thắng dễ dàng thì còn gọi là cá cược nữa sao? Kiều Tuấn Tài, ngoài ra, tôi cảm thấy nhất định sẽ có người điều tra cậu Ngô vì việc trường số 1 Trung Châu và trường số 6 Giang Bắc có biểu hiện xuất sắc khác thường. Ngô Bình bình thản nói, vậy thì cứ để họ điều tra thôi. Hai người họ đang nói chuyện thì có mấy người đàn ông mặc đồ vest đen tiến đến, một trong số họ đưa giấy tờ của mình ra, nói chúng tôi là người của Sở Điều tra Tội phạm Kinh tế Nghiêm trọng, có chuyện cần tìm cậu. Ngô Bình bình thản hỏi, có chuyện gì? Người đó đặt tay lên vai Ngô Bình, nói qua đây nói chuyện. Ngô Bình sang một bên thì người đó hỏi, chúng tôi nghi ngờ cậu dùng hàng cấm, thay đổi kết quả thi đấu. Ngô Bình chớp mắt, vậy các anh có bằng chứng không? Người đó sầm mặt nói, nhóc con, chuyện mà Sở Điều tra chúng tôi muốn điều tra thì nhất định sẽ có thể điều tra rõ, nếu không phối hợp thì chúng tôi chỉ đành nhốt cậu lại, dùng biện pháp để cậu nói ra thôi. Ngô Bình, không có bằng chứng thì tôi sẽ không đi theo các anh đâu. Người đó mạnh tay, muốn đè chặt Ngô Bình nhưng hắn vừa dùng sức thì đã cảm thấy chân mình nhấc bổng, hắn đã bị Ngô Bình hất ngã, sau đó đạp lên ngực. Ọc! Người đó nôn ra máu, mặt tái mét. Những người còn lại đều giật mình, đang định ra tay thì chân của Ngô Bình đã giẫm lên đầu của người đang nằm dưới đất, cậu lạnh lùng nói, không được động đậy, nếu không thì tôi sẽ giẫm chết hắn. Người bị giẫm vừa kinh ngạc vừa tức giận, cậu có biết hậu quả của việc đắc tội với Sở Điều tra không? Ngô Bình cười khẩy, luật của các anh không quản được tôi. Sau đó, cậu lấy huy hiệu ra cho người đó xem, mở to mắt chó của anh nhìn, có nhận ra đây là thứ gì không? Người đó nhìn kỹ thì bất giác hít một hơi dài, cậu là đệ tử tông môn. Là tông môn hạng nhất, Ngô Bình nói. Dù tôi đánh chết anh thì Sở Điều tra gì đó của mấy người cũng có thể làm được gì tôi chứ. Người kia lập tức mặt mày đau khổ nói, thật sự xin lỗi. Tôi có mắt không tròng, không biết cậu là tu sĩ thượng giới, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào đối phương, là ai cử anh tới? Người nọ nào dám giấu giếm, vội đáp, có vài nhóm người, hôm nay thua rất nhiều tiền nên họ đã mời tôi ra mặt điều tra. Ngô Bình, anh trở về nói cho họ biết, đêm nay tôi sẽ chờ họ dưới tầng hầm của sân vận động. Vâng, vâng, tôi chắc chắn sẽ nhắn lại, người nọ vội nói. Cút đi, Ngô Bình nhấc chân đá gã bay ra ngoài. Kiều Tuấn Tài thấy Ngô Bình đuổi người của Sở Điều tra đi mới giơ ngón tay cái lên nói, cậu Ngô ngầu ghê. Đám vô sỉ Sở Điều tra kia quen thói lộng hành ngang ngược, nên có người ra mặt dạy cho họ một bài học từ lâu mới đúng. Ngô Bình cũng không hiểu biết nhiều về Sở Điều tra bèn hỏi, Sở Điều tra kia trông coi cái gì? Kiều Tuấn Tài, chuyện gì cũng nhúng tay vào, quyền lực của họ rất lớn. Thực ra, nhóm người kia chính tai mắt của chính phủ, phục vụ cho đám lãnh đạo. Những trận đấu còn lại cũng không có trận nào đáng chú ý, Ngô Bình bèn rời khỏi sân vận động trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bố mẹ đều ra ngoài đi du lịch, cậu nghịch điện thoại một lúc rồi nhận được cuộc gọi của Hàn Băng Nghiên. Anh Bình, em đã đến thành phố Tây Hải, anh đang ở đâu thế? Ngô Bình cười nói, chẳng phải đã nói em đừng tới sao? Hàn Băng Nghiên, em xin nghỉ 2 ngày đến cổ vũ cho anh. Vì vậy, Ngô Bình bèn gửi địa chỉ khách sạn cho Hàn Băng Nghiên. Khoảng 40 phút sau, Hàn Băng Nghiên đã xuất hiện trong phòng Ngô Bình. Hàn Băng Nghiên biết Trung Châu thắng một trận thì vui vẻ cười nói, anh Bình, em biết ngay các anh sẽ thắng mà. Ngô Bình, ngày mai sẽ đấu với Thần Đô, đó sẽ là một trận đấu ác liệt. Hàn Băng Nghiên, em tin các anh. Cách buổi tối còn sớm, Ngô Bình bèn nói, Băng Nghiên, nếu em không mệt thì chúng ta đi dạo nhé. Hàn Băng Nghiên lập tức đáp, được đó, em đã ngủ 2 tiếng trên máy bay rồi, giờ tỉnh táo lắm luôn. Ngô Bình, anh dẫn em đến Tây Hải đi dạo. Tây Hải là một hồ nước còn được gọi là Hồ Tây Hải. Có diện tích hơn 400 km vuông,
phong cảnh như tranh vẽ, trong hồ có rất nhiều đảo nhỏ được khai thác thành khu du lịch. Hơn nữa, vòng quanh hồ Tây Hải lại là một con phố thương mại cực kỳ nhộn nhịp. Được, em đã muốn đến Tây Hồ từ lâu. Nghe nói, trong đó đã từng xảy ra rất nhiều chuyện ma quái. Còn có tranh Tiên Vương, tượng Vương Mẫu, chỗ nào cũng là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ngô Bình bảo, sửa soạn một chút rồi chúng ta đi. Hai người vừa ra khỏi cửa, xe mà Kiều Tuấn Tài cử tới cũng đến chở họ đến Tây Hải. Cả hai đến khu phố thương mại Tây Hồ trước, nơi này vừa bán những mặt hàng xa xỉ đắt đỏ, có đồ ăn ngon nên thu hút rất nhiều khách du lịch. Đến Tây Hải mà không đi hồ Tây Hải một chuyến thì coi như đi một chuyến tay không. Ngô Bình thuê một con thuyền nhỏ, hai người bèn ngồi thuyền ngắm cảnh. Lúc này, cách đó không xa có người cầm kính viễn vọng quan sát mỗi một hành động của Ngô Bình rồi nói, thiếu chủ, mục tiêu đã ngồi thuyền ra giữa hồ. Ngô Bình cầm lấy cần câu, câu cá với Hàn Băng Nghiên. Bấy giờ, một con thuyền khác lại nhanh chóng trèo tới, một người mặc đồ thể dục đứng trên thuyền, con thuyền ải chẳng cần ai trèo thế mà lại có thể tự động lướt trên mặt nước. Người này cũng xấp xỉ Ngô Bình, làn da trắng nõn, cao 1m75, đôi mày khẽ cong. Con thuyền nhanh chóng đến gần, đối phương hỏi, cậu Ngô, chắc hôm nay kiếm được không ít nhỉ? Ngô Bình liếc anh ta hỏi, anh biết tôi? Đối phương cười nói, tôi là Viên Sâm, có gặp cậu ở sân động, cậu chơi bóng rổ rất lợi hại. Ngô Bình, có gì cứ nói thẳng. Viên Sâm nói, có người lời, có người lỗ, người thua lỗ kia khó chịu, muốn gây chuyện với cậu. Ngô Bình, gây chuyện với tôi, cũng chẳng phải tôi khiến họ thua lỗ. Viên Sâm nhàn nhạt nói, nếu không phải cậu thì sao Giang Bắc có thể thắng? Ngô Bình khá bất ngờ, hỏi anh ta, sao anh lại biết? Viên Sâm, Giang Bắc vẫn luôn nằm trong sự giám sát của chúng tôi, trước đó chỉ có mình cậu đi tìm họ. Ngô Bình, là tôi thì sao? Mọi người thắng bằng bản lĩnh của bản thân thôi, nếu các người có bản lĩnh thì cũng có thể làm vậy. Viên Sâm thở dài, ai mà ngờ được sẽ có tu sĩ bí cảnh tham gia vào cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là chút tiền. Tu sĩ bí cảnh bình thường cũng chẳng thèm để ý. Ngô Bình, đúng vậy, chút tiền ấy chẳng là gì với tôi, vừa hay gặp phải thôi. Viên Sâm cười nói, ngày mai Trung Châu sẽ đấu với Thần Đô, Lâm Tôn rất thần bí, tu vĩ cũng bỏ xa tôi, không biết cậu Ngô có nắm chắc không? Ngô Bình hỏi anh ta, anh biết bao nhiêu về Lâm Tôn? Viên Sâm, tôi chỉ biết cậu ta rất lợi hại thôi. Hơn một năm trước, có một tu sĩ thần thông đến gây chuyện với cậu ta, cuối cùng lại mất tích, đến giờ vẫn không thấy đâu. Và lại, giờ Lâm Tôn đang là đệ tử chân truyền của một giáo lớn ở tiên giới, thân phận cực kỳ cao quý. Ngô Bình, giáo lớn mạnh lắm hả? Viên Sâm, cực kỳ mạnh, ở trước mặt nó, tông môn hạng một chẳng đáng là gì cả. Thân phận cao quý như vậy thế mà lại chạy đến chơi bóng rổ ư, Ngô Bình lắc đầu. Viên Sâm nói, chẳng phải cậu Ngô cũng vậy sao? Đây là một kiểu rèn luyện trong dân gian. Đầu óc Ngô Bình chợt nghĩ tới một điều, mục đích Lâm Tôn kia ở lại trong Thần Đô là gì? Viên Sâm, bởi vì hai nữ sinh. Ngô Bình ngẩn người, vì nữ sinh. Viên Sâm, Thần Đô có hai nữ sinh vô cùng xinh đẹp, được xưng là hai hoa khôi của trường. Lâm Tôn thích hai người đó, gạ gẫm hai năm nhưng hai cô không chịu ưng cậu ta. Ngô Bình kinh ngạc, một tu sĩ bí cảnh theo đuổi bạn gái mà còn thất bại. Viên Sâm, đúng thế, đây rất có thể là một trong những lý do cậu ta không cam lòng và muốn ở lại trong trường. Đúng rồi, ngày mai Diệp Ngưng Băng một trong hai hoa khôi giảng đường sẽ đến xem thi đấu. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Ngô Bình, cô ta tới là để xem Lâm Tôn thi đấu. Viên Sâm, không biết nữa, chắc vậy. Dù sao, quan hệ giữa Lâm Tôn và cô ta cũng coi như khá tốt. Ngô Bình, anh biết rõ như vậy, hay là anh cũng học ở Thần Đô? Viên Sâm, một người bạn của tôi học ở đó nên biết một chút. Trận đấu ngày mai, tôi mong cậu sẽ thắng. Ngô Bình ngó anh ta hỏi, tại sao? Viên Sâm, Lâm Tôn vô cùng tài năng, còn cực kỳ tự tin, làm cái gì cũng thành công.
Nếu cậu vượt qua được cậu ta thì có thể chèn ép sự ngông nghênh kiêu ngạo của cậu ta xuống. Anh ta ngừng một chút rồi lại nói, trận đấu này của các cậu thậm chí còn có thể liên quan đến số mệnh trong cõi U Minh. Ngô Bình, liên quan đến số mệnh. Viên Sâm, tôi cũng chỉ nghe một ông lớn nói thôi, ông ấy nói người có số mệnh mạnh mẽ chắc chắn sẽ không bị người khác chèn ép. Một khi bị người khác chèn ép, đối phương sẽ cướp đi số mệnh của người đó. Ngô Bình lại không cho là đúng, anh tìm tôi là vì nói mấy câu đó. Viên Sâm im lặng một lát rồi hỏi, cậu có nghe qua thiên cơ chưa? Ngô Bình không hiểu ra sao, thiên cơ gì? Viên Sâm, tôi không có cách nào giải thích rõ. Nói đơn giản chính là một chuyện nhìn như bình thường, lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia trong tương lai. Đây là thiên cơ, trận thi đấu bóng rổ lần này là một bước khởi đầu cho một loạt sự kiện trong tương lai. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, ý anh là trận đấu này của tôi và Lâm Tôn là nguyên nhân của một loạt những thay đổi diễn ra sau đó sao? Viên Sâm gật đầu, có thể hiểu như vậy. Anh biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì sao, cậu hỏi. Viên Sâm lắc đầu, không biết, tôi chỉ biết đại khái thôi. Ngô Bình, ừ, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này. Viên Sâm chắp tay, chúc cậu Ngô Mã Đáo thành công. Tôi không làm phiền cậu nữa. Sau đó, anh ta lên con thuyền nhỏ và từ từ rời đi. Mọi người nói gì thế, nghe chẳng hiểu gì cả. Hàn Băng Nghiên thắc mắc. Ngô Bình cười, nói, không có gì, Băng Nghiên, trên hòn đảo phía trước có bức tranh tên Tiên Vương Đồ, chúng ta qua xem thử đi. Gần đó có một mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước, trên mỏm đá có một bức họa. Hình ảnh là một vị tiên vương đang ngồi giảng kinh cùng 12 đệ tử quỳ trước mặt. Nghe nói bức tranh này do một họa sĩ không rõ tên tuổi vẽ từ 1.500 năm trước, rất có khí chất tiên, được hậu thế gọi là Tiên Vương Đồ. Chiếc thuyền nhỏ tiến lại gần, Ngô Bình nhìn hình tiên vương trên mỏm đá và giật mình, dường như cậu nghe thấy có người đang giảng kinh bên tai. Cậu hơi ngơ ngác, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khi nghe kỹ thì đúng là có người đang giảng kinh. Lúc này, lại có thêm hai chiếc thuyền nhỏ nữa tiến đến, có điều xung quanh mỏm đá xuất hiện xoáy nước, hai chiếc thuyền nhỏ vừa đến gần thì đã bị chuyển hướng, những người trên thuyền không còn cách nào, chỉ có thể nhìn lướt qua rồi rời khỏi đó. Cứ như thế, liên tục có người chèo thuyền đến nhưng mới nhìn sơ thì đã phải rời đi, chỉ có thuyền của Ngô Bình là đỗ rất lâu ở đó, còn cậu thì đăm chiêu nhìn Tiên Vương Đồ. Tiếng giảng kinh vang lên bên tai Ngô Bình càng lúc càng rõ, sau đó cảnh tượng trong tranh như sống lại trước mắt cậu, cậu nhìn thấy một tiên vương vô cùng uy nghiêm và đức độ đang giảng kinh cho các đệ tử, từng câu từng chữ như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống buổi trưa, đánh thức tinh thần của cậu, truyền cảm hứng cho tâm hồn cậu. Cậu nghe hết một lượt kinh thì mọi thứ đều biến mất, mỏm đá chỉ còn là mỏm đá với bức tranh bên trên, cậu thấy hơi khó hiểu, những thứ lúc nãy đều là ảo giác sao? Anh Bình, lúc nãy đã có chuyện gì thế? Lúc này Hàn Băng Nghiên hỏi. Ngô Bình đáp, sao thế Băng Nghiên? Hàn Băng Nghiên cười mếu, tự dưng anh ngây người nhìn Tiên Vương Đồ hơn cả tiếng đồng hồ, em đợi đến tê cả người rồi. Ngô Bình giật mình, hơn một tiếng đồng hồ rồi sao? Cậu vội quẩy mái chèo và nói, lên bờ ăn chút gì thôi. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đi chưa bao lâu thì có một chiếc thuyền nhỏ bơi đến, trên thuyền có hai người, một người chèo thuyền. Một người đứng. Ngô Bình quen biết người đứng, đấy là Lâm Tôn của trường số 1 Thần Đô. Hai người họ chạm mặt nhau thì nhìn vào mắt nhau và gật nhẹ đầu chào. Thuyền nhỏ của đối phương cũng dừng ở trước Tiên Vương Đồ, xung quanh mỏm đá xuất hiện xoáy nước khổng lồ, chiếc thuyền nhỏ không thể nào dừng lại được, người chèo thuyền chỉ đành không ngừng chèo, để giữ thuyền được cân bằng. Cậu chủ, Tiên Vương Đồ này có ý nghĩa gì? Người chèo thuyền hỏi. Lâm Tôn quan sát Tiên Vương Đồ vài phút rồi nói với vẻ mặt thất vọng, nghe nói người có ngộ tính sẽ nghe thấy Tiên Vương trong tranh giảng kinh, nhưng tôi không có cảm giác gì cả, lẽ nào ngộ tính của tôi vẫn chưa đủ. Người chèo thuyền cười, nói cậu chủ, cậu có tư chất hơn người, sao ngộ tính lại không đủ được? Nhất định những điều đó đều là lời đồn, không thể tin là thật. Lâm Tôn, lời đồn đãi nó tiên vương trên bức tranh này là hình ảnh phản chiếu tâm linh của đại năng cảnh giới hỗn độn, bên trong chứa tuyệt học tối cao. Đáng tiếc tôi không có duyên với tuyệt học tối cao.
Gần đó, có một ngọn hải đăng, trên hải đăng có một người đàn ông hơn 50 tuổi đang liên tục quan sát tình hình xung quanh Tiên Vương Đồ. Ông ta bỏ qua Lâm Tôn, nhìn theo Ngô Bình đang rời đi. Ông ta liền lấy máy bộ đàm ra, kích động nói, gia chủ, lúc nãy có một chiếc thuyền nằm yên trước Tiên Vương Đồ, người trên thuyền nhìn chằm chằm vào Tiên Vương Đồ 96 phút. Bọn họ sắp sửa lên bờ rồi, một nam một nữ, người nam mặc đồ thể thao màu trắng phối xanh dương, cao tầm 1m9. Mặt khác, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đã lên bờ, đến phố ẩm thực gần đó tìm một quán nhỏ và gọi vài món ăn. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì có một người trung niên bước nhanh đến, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó. Bỗng dưng, ông ta nhìn về phía Ngô Bình, sau đó mỉm cười và ngồi xuống bàn bên cạnh rồi cũng gọi vài món ăn. Ông ta gọi món xong thì cười, nói cậu bạn, hai người là người nơi khác đến du lịch sao? Ngô Bình, đi ngang qua đây nên đến Tây Hải xem thử. Người trung niên, vậy nhất định hai người phải đến xem Tiên Vương Đồ. Ông ta vừa nhắc đến Tiên Vương Đồ thì Hàn Băng Nghiên liền cười nói, chúng tôi đã xem rồi, còn đứng ngây ra nhìn nó hơn một tiếng đồng hồ nữa. Mắt người đàn ông sáng lên, ông ta cười, nói, nhìn hơn một tiếng đồng hồ sao? Hai người thật kiên trì đấy. Sau đó, ông ta lại nói, tôi nghe nói có người có thể nghe được Tiên Vương trong Tiên Vương Đồ giảng kinh, cậu em, cậu cũng đã nghe được rồi chứ? Ngô Bình nghe ông ta nói vậy thì liền hứng thú, cậu gật đầu, nói, không sai, tôi thấp thoáng nghe được tiếng giảng kinh. Người đàn ông run run hỏi, cậu em, vậy cậu nhớ được bao nhiêu câu kinh? Tôi nghe nói nhớ được càng nhiều kinh thì chứng tỏ người đó càng có phúc. Thật ra Ngô Bình đã nhớ hết toàn bộ bài kinh, có điều, cậu cảm thấy người trung niên này hỏi quá nhiều nên cố ý nói, cũng không nhớ được bao nhiêu, 7-8 câu thôi. Người đàn ông giật mình, đứng bật dậy, nói cậu em, tôi có mở một quán rượu ở phía trước, tôi cảm thấy rất mình có duyên với cậu, hay là chúng ta đến đó ngồi một lát. Hàn Băng Nghiên nói, không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi đã gọi món xong rồi. Người đó cười nói, cô gái, mấy món cô gọi là do người vùng ngoài làm, không chuẩn vị, đến chỗ của tôi đi, chỗ tôi có món ngon đúng điệu nhất của Tây Hải. Hàn Băng Nghiên động lòng. Hỏi, ông chú à, thật không? Không lừa chúng tôi đấy chứ? Người đàn ông cười ha ha, hai người đến rồi sẽ biết. Hàn Băng Nghiên nhìn sang Ngô Bình nghĩ dù sao thì cũng là đi chơi nên liền nói, vậy thì làm phiền ông chú rồi. Sau đó, hai người họ đi theo người đàn ông, họ đi được hơn 100 mét thì ghé vào trong một quán rượu với phong cách cổ xưa, quán rượu đó không quá to, nhưng vào trong mới biết bên trong cực kỳ rộng. Họ băng qua hai cái sân nhỏ, một vườn hoa thì đến một rừng trúc tím, trong rừng trúc có xây một lầu nhỏ, rất trang nhã. Người đàn ông mời hai người họ lên lầu rồi dặn dò người làm chuẩn bị thức ăn. Ngô Bình nhìn không gian xung quanh không tồi thì cười, hỏi chỗ này không giống quán rượu nhỉ. Người đàn ông đứng dậy, cung kính hành lễ với Ngô Bình, hướng Trấn Minh ra mắt công tử. Đối phương đột nhiên hành lễ lớn khiến Ngô Bình rất bất ngờ, cậu vội nói, không dám nhận. Hướng Trấn Minh nghiêm túc nói, công tử, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là môn chủ Tiên Vương môn. Hàn Băng Nghiên và Ngô Bình đều ngây ra, môn chủ. Ngô Bình nói, ông chú đang đùa đấy sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tôi cũng chưa từng nghe Tiên Vương môn gì đó, chuyện này là thế nào? Hướng Trấn Minh nói, công tử. Năm xưa lão môn chủ cũng chỉ nghe được 3 câu kinh mà đã thành lập nên Tiên Vương môn, cậu nghe hiểu được 7-8 câu thì nhất định thành tựu sau này còn hơn cả lão môn chủ. Ngô Bình ngây người, nghe xong 3 câu kinh văn đã sáng lập lên Tiên Vương môn. Phải biết rằng, số kinh văn mà cậu nhớ được tổng cộng là hơn 300 câu đó. Cậu bình tĩnh lại nói, tôi và ông mới gặp, ông đã bảo tôi làm môn chủ gì đó, e rằng không thích hợp lắm. Thích hợp. Chỉ cần cậu bằng lòng, bây giờ cậu chính môn chủ Tiên Vương môn. Chuyện quá đột nhiên, Ngô Bình chưa kịp chuẩn bị nên đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý. Dù sao, cậu vẫn không biết Tiên Vương môn là môn phái nào. Xin lỗi, giữa chúng ta vẫn còn thiếu sự hiểu biết về đối phương, cậu uyển chuyển nói. Hướng Trấn Minh lập tức hiểu được Ngô Bình suy nghĩ gì, ông ta vội nói, thưa cậu,
Tiên Vương môn chúng tôi cũng rất có tiếng trong giới tu hành ở thế tục. Giờ trong môn phái có 7 tu sĩ bí cảnh, 1 tu sĩ thần thông cảnh, 75 tu sĩ luyện khí cảnh. Ngô Bình hơi kinh ngạc, xem ra thực lực của Tiên Vương môn cũng rất mạnh. Hướng Chấn Minh tiếp tục nói, thưa cậu, Tiên Vương môn cũng ở gần đây, không biết cậu có muốn rời bước đến đó ngồi chơi không? Ngô Bình ngó thời gian cũng không còn sớm bèn nói, lần khác đi. Tối tôi có hẹn rồi, cần phải giải quyết một chút rắc rối. Ánh mắt Hướng Chấn Minh sáng lên, cậu gặp rắc rối à? Ngô Bình nhàn nhạt nói, không coi như rắc rối, tôi có thể xử lý được. Hướng Chấn Minh nói, vậy được rồi, nếu cậu có cần thì có thể liên lạc với Tiên Vương môn tôi bất cứ lúc nào. Ông ta nói xong, hai tay bèn đưa ra một tấm danh thiếp. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên lại nếm vài món ngon rồi đứng dậy rời đi. Ông ta đưa hai người ra cửa rồi khẽ gọi Tuyết Vũ. Một cô gái mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh Hướng Chấn Minh, khí tức cô ta mờ mờ ảo ảo như một cái bóng. Nếu lúc này có cao thủ ở đây thì sẽ cảm giác được cô ta là một tu sĩ bí cảnh tầng 4. Tuyết Vũ đáp, sư phụ. Hướng Chấn Minh nói, Tuyết Vũ, sư phụ nuôi dạy con 19 năm chính là vì ngày hôm nay. Từ giờ trở đi, ta muốn con dốc hết sức đến gần cậu Ngô kia, tốt nhất là có thể trở thành người phụ nữ của cậu ta. Tuyết Vũ im lặng một lát rồi đáp, vâng. Hướng Chấn Minh nhìn về phía cô ta nói, Tuyết Vũ, tư chất của con rất tốt. Đáng tiếc sư phụ không có công pháp tốt, nhưng cậu Ngô kia lại khác, nếu cậu ta chịu giúp con thì thành tựu của con sẽ vượt xa hiện tại. Tuyết Vũ, sư phụ, cậu ta hiểu được 7, 8 câu kinh văn thật ạ. Còn lợi hại hơn sư tổ. Hướng Chấn Minh, căn cơ tu hành của cậu ta rất vững. Ta thấy không giống như nói dối. Hơn nữa, ta bảo con làm quen với cậu ta là hy vọng con điều tra rõ ràng, rốt cuộc cậu ta đã học được bao nhiêu thứ. Tuyết Vũ, vâng, con chắc chắn sẽ tìm hiểu được. Ngô Bình đưa Hàn Băng Nghiên về khách sạn trước, đến khoảng 7 giờ tối mới đến sân vận động. Lúc này, trên sân đã có một người đang đứng, gã đó thấy Ngô Bình xuất hiện thì lớn tiếng nói, cậu Ngô, cậu tới đúng giờ ghê. Vừa nói xong, đằng sau lại có thêm 5 bóng người nữa hình thành một hàng. Ngô Bình đứng cách 10 mét, nhìn thoáng qua mấy người họ rồi nhàn nhạt hỏi, trong số các người ai làm chủ? Một người đàn ông trung niên áo xám đứng ra nhìn chằm chằm vào Ngô Bình lạnh lùng nói, nghe nói trên người của cậu có một cái huy hiệu, là đệ tử của Đại Tông. Ngô Bình, đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào? Người đàn ông áo xám hừ lạnh, nếu đúng. Chúng tôi có thể không giết cậu. Nếu không đúng thì hôm nay cậu đừng hòng còn sống sót rời khỏi đây. Dọa ta, các người cũng xứng, Ngô Bình xa sầm mặt mày. Đối diện lập tức có hai người đứng ra, khí tức của họ vô cùng kỳ quái, có thể thấy được đều là cao thủ. Trong thế tục, cao thủ bí cảnh rất hiếm, đối phương lại cử ra hai người, xem ra là cực kỳ coi trọng Ngô Bình. Ngô Bình vừa định chơi với họ. Bên cạnh bỗng xẹt qua một làn gió thơm, có người xông về phía hai người đối diện. Trong giây phút ấy, hai người kia lập tức bay ra mấy mét, người thì ngất xỉu, người thì bị thương hộc máu. Cô là ai? Đối diện hét lên. Bóng người đứng giữa Ngô Bình và bọn họ, tay phải cầm một thanh đoản kiếm màu đỏ nhạt, thân kiếm nửa trong suốt tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh trăng. Kiếm huyết ảnh, mấy người đối diện thoáng chốc kinh ngạc hô lên, cả đám biến sắc. Liên tục lùi ra sau như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bóng người truyền ra một giọng nữ lạnh lẽo như băng, ai dám đối đầu với cậu Ngô, kiếm huyết ảnh sẽ kề ngay cổ người đó. Sắc mặt họ chợt khó coi, người kia nói, được, chúng tôi nể mặt kiếm huyết ảnh, tạm biệt. Đám người kia có người bị thương nhảy xuống sân vận động rồi biến mất trong bóng đêm tối tăm. Ngô Bình nhìn cô gái áo đen kia, dáng người của cô ta cực kỳ quyến rũ. Mặt bịt khăn đen chỉ để lộ ra cặp mắt trong veo. Chỉ nhìn con ngươi của cô ta thôi thì Ngô Bình cũng biết đây chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô là ai? Tại sao giúp tôi? Ngô Bình khó chịu hỏi, cậu đang định dùng mấy người kia luyện tập coi sức mạnh bí kỹ của mình thế nào? Giờ thì hay rồi, đều bị người phụ nữ này dọa chạy, đúng là xen vào việc của người khác. Cô gái ra mặt giúp Ngô Bình thoát khỏi nguy hiểm, ai ngờ chẳng nhận được lời cảm ơn.
còn đổi lấy vẻ mặt ghét bỏ, ý cậu ta là gì đây? Xong, nhớ đến mong đợi của sư phụ, cô ta dằn cơn tức xuống, dịu dàng nói, vâng lệnh sư phụ bảo vệ cậu. Lệnh sư phụ cô là Hướng Chấn Minh. Cô gái, đúng vậy, tôi là Tuyết Vũ, vâng lệnh sư phụ bảo vệ cậu. Khỏi cần, Ngô Bình xua tay, cô đi lẹ đi, cậu nói xong bèn xoay người rời đi. Cô gái tức anh ách, tên kia cũng kiêu ngạo quá rồi, mình rõ ràng đã cứu mạng cậu ta mà cậu ta chẳng những không cảm ơn còn đuổi mình đi, đúng là buồn cười. Đợi đã, Tuyết Vũ mặt ngoài lạnh lùng như băng nhưng thực chất lại rất nóng tính, cơ thể cô ta nhoáng lên đã ngăn trước mặt Ngô Bình. Cậu Ngô, nếu ban nãy tôi không ra tay thì e rằng hai cao thủ bí cảnh kia đã đánh cậu bị thương rồi, Tuyết Vũ nói. Ngô Bình chớp chớp mắt, chỉ bằng vài ba cái miếng rẻ rách như họ mà muốn đánh tôi bị thương. Tuyết Vũ cau mày, cảm thấy Ngô Bình đang mạnh miệng nói, hai người kia đều có thực lực bí cảnh tầng 3, sở hữu bí pháp, cũng không phải người thường có thể cản nổi. Ngô Bình nhíu mày, ý cô là tôi không đánh lại bọn họ. Tuyết Vũ cúi đầu, tôi quả thật cho rằng là như vậy. Ngô Bình lắc đầu, cô tiếp tục cho rằng đi, cậu nói xong bèn nhảy xuống khỏi sân vận động rồi trở về khách sạn mình ở. Tuyết Vũ yên lặng theo sau như một luồng sương khói và vẫn giữ một khoảng cách 10 mét với cậu. Khi đi ngang qua một công viên thì Ngô Bình hạ xuống một ngọn cây, quay đầu nhìn Tuyết Vũ, cô đừng đi theo tôi. Tuyết Vũ, cậu Ngô, tôi xin lỗi vì những lời lúc nãy của mình. Cô ta dường như đã suy nghĩ kỹ lại, muốn nịnh bợ người trước mặt thì không thể làm trái ý cậu, phải theo lời cậu mới được. Nhưng mà, ở trong mắt Ngô Bình câu ấy của cô ta lại như một sự có lệ, vì trên mặt lại chẳng có chút xin lỗi nào. Ngô Bình nhìn chằm chằm cô ta mấy giây rồi bỗng hỏi, sư phụ cô đã dạy cho cô bí kỹ lợi hại gì? Tuyết Vũ đáp, sư phụ dạy cho tôi một bộ huyết quang trảm. Một khi thi triển nó thì có thể đánh bị thương đối thủ trong cùng cảnh giới một cách dễ dàng. Ngô Bình, cô thi triển cho tôi xem thử cái coi nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.